Hai, cho anh em nói gì chị ạ? Được, mình là Tru SC8. Mình cũng không biết là đang vui hay là buồn nhưng quay trở lại clip trong video ngày hôm nay. Khi mà cái gì nhỉ? Phải nói là chính thức sạt nhiệt sau Advision các bạn ạ. Đấy, kim cương hết, lực chiến thì giảm đúng không? Hôm trước mình hơn 1 triệu cái gì nhỉ? Ba mấy nghìn cơ đúng không? Bốn mấy nghìn lực chiến ấy, hôm nay còn bị thủ rồi đúng không? Kim cương thì hết, lợi tức thì vừa mới phải làm xong. Tối hôm qua mà phải làm siêu lợi tức các bạn này. Quên không được ăn khuyến mãi 30% đúng không? Cái tội ngồi chém gió ấy đúng không? Hôm nay vào đấu trường thì bị anh em nó tát cho sấp mặt các bạn ạ. Bị oánh tù xuống top 20 rồi đúng không? Không có cái hại nào bằng cái hại nào. Tưởng cái gì nhỉ? Ozawa nó nhảy xuống cựu top 2 vẫn top 2 các bạn ạ. Bá vai à, đúng không? Đầu gấu trợ mơ quá. Hổ báo cái gì nhỉ? Trường mẫu giáo. Giáo thật. Nhưng không sao, mình vẫn có cách gì nhỉ? Sử dụng được Aspirin. Mình xét lại, Aspirin là một võ sĩ thiên về tấn công. Các bạn, mình nghĩ rằng trong mọi trường hợp thì không nên đưa nó vị chống thủ. Và hôm qua mình cũng có ngồi cái gì nhỉ? Cả đêm cái gì nhỉ? Vỗ gối đúng không? Nước mắt rầm rề, nghĩ mãi mới ra cái gì nhỉ? Cách xếp đội hình các bạn ạ. Mình nghĩ là đội hình mình tạm thời sẽ để như thế này. Mình nghĩ là tạm thời mình sẽ để như thế này. Aspirin sẽ là vị trí sát thương chủ lực đúng không? Sẽ là vị trí sát thương chủ lực. Mình nghĩ để như này đi. Cho độc chiêu của Anis trong hút lộ đúng không? Aspirin sẽ là vị trí sát thương gọi là thứ lực đi đúng không? Nó sẽ là thứ hai. Leolaji thì mình đã thay đổi bộ phím của nó và đưa lên hàng vị trí trong phục. Các bạn chú ý Leolaji là một võ sĩ hết sức là toàn năng. Công được, thủ được và trong team thời gian cũng thế thôi. Nó có thể đảm nhiệm vị trong thủ nên mình đã lắp bộ cho nó bộ phím full khá sát thương. Đây, chút mình nhân tiện đường công tác. Mình sẽ show cho các anh em luôn cái hiệp bộ phím của Leolaji. À sao lại sát thế này? Quên. Phải đổi chứ. Thảo nào yếu yếu. Bộ phím của nó phải là bộ phím kháng các bạn. Rồi ok, còn con phải chịu sát chính là con này đúng không? Đây mình sẽ đổi bộ phím của Anis tuần tới thì sẽ được mình nghĩ cái gì ngày thứ tư tới đây đúng không? Thì nó sẽ được update lục môn và khi đó thì cái lượng sát thương của Anis nó gây ra sẽ rất là cao hơn bây giờ nhiều. Mình có thể khẳng định điều đó. Rồi, phím kháng các bạn nha, chứ không phải phím sát. Đây đúng không? Quá tuyệt vời. Đấy, như vậy mình không phải mất đi cái gì cả. Chỉ đổi cái nọ sang cái chai thôi. Ok, tuyệt vời mặt trời đúng không? Tuyệt vời mặt trời. Bộ phím hơi cùi bắp tí nhưng thôi không sao. Rồi ok. Lực chiến thì nó vẫn thế nhưng mà thế trận nó sẽ khác đúng không? Thế trận nó sẽ khác. Rồi ok. Hai con viện trợ hơi cùi bắp tí nhưng không sao. Dần dần sẽ nâng thôi. Nhiệm vụ trong mấy ngày tới thì mình sẽ phải nâng Aspirin lên đẳng cao nhất có thể. Tạm thời là vượt qua cái cam cộng 1 cùi bắp này đã. Không có sung sướng gì khi cái gì nhỉ? Mang tư chất 15 về đâu các bạn ạ. Không có sung sướng gì đâu. Lùi của nó cái gì mệt thấy mồ luôn. Ok, mình vào qua một shop tí ấy, kiếm tí đồ để nâng cho Aspirin. Mình sẽ chấp nhận mua vàng các bạn nhé. Đây đúng không? Mình chấp nhận mua vàng thì mình vàng mặc dù mình không còn nhiều, hôm qua mấy trăm triệu đây mà gần hết rồi này đúng không, mình không còn nhiều nhưng mà cái gì nhỉ, vẫn đủ để nâng cho Aspirin, đủ để nâng Aspirin. Này có đồ không, có thì mình cũng mua luôn đấy. Rồi ok, làm mới trong shop tạp hóa đi, đặt thật 20 kim cương của tôi. Rồi không có các bạn ạ, không có đồ. Thôi mình phải chấp nhận thôi, đúng không? Không có cái nào khác. Thôi đợi chờ là hạnh phúc. Đợi chờ là hạnh phúc thôi, mình không có quá nhiều lý do gì hết. Giờ thì mình sẽ phải làm gì? Làm theo để nâng được lực chiến lên bây giờ nhỉ? Khi mà đẳng lên là hết cỡ rồi. Lên rồi. 2 sao rồi đấy, ít gì đâu. Ok, cho mày lên 85 lên 83 thôi. Đó lắm các bạn ạ, thiếu thốn trăm bề luôn. Tổng lực chiến có 146.000, quá yếu so với những cái đội hình của những bạn khác, 170.000, 180.000 rồi. Người ta 6 sao, mình chính thức là cái gì, thọt sao các bạn nhá. Tờ đủ S98 chính thức là thọt sao. Mình bảo rồi mà lại nó không hề đơn giản như các bạn nghĩ đâu. Nuôi một con võ sĩ đến mức độ ăn học ngon lành, không hề đơn giản tí nào cả. Cuộc sống nó rất là không hề đơn giản. Rồi ok. Mình nghĩ rằng Ad sẽ cần phải một chút thời gian để được cái gì nhỉ, mình cho nó ăn học hơn, chính là về đọc. Trước tiên mình sẽ kiếm đồ ở trong shop,
không biết Lazada nó có cho mua không này. À, từ từ trong shop này cũng nhiều lúc nó bán các bạn ạ. Mấy hôm nữa sẽ có bán đồ ăn cho Adwimson gọi nha. Gà rán rất biết cách để gọi là hút người chơi đúng không? Mình cho rằng đó cũng là cái gì nhỉ? Sự cách làm gì event gọi là hấp dẫn thôi, chính xác thôi. Đó. Rồi vừa hôm qua có chúc phúc mình không để ý hết rồi. À rồi hôm nay có một cái đổi ký hiệu rất là hay các bạn ạ. Rồi may quá, đang cần nhận đúng không? Đang cần nhận. Được, cái này được. Mình đang cần nhận cái rương màu vàng này. Ok còn gì? Đấy, hôm nay có cái đổi hiệu đổi sách khá là hay các bạn ạ. Mình thấy tự nhiên gà rán lại tốt bụng lạ thường. Đúng không nhỉ? À không, vẫn như nhau. Hôm nay mình nhìn nhầm, tưởng cái gì? Tưởng là nó không cần phải kim cương, tưởng cho đổi phó đi. Thế thì bình thường, sáng mình nhìn nhầm. Đây là hồn vũ khí Terry 2K3 các bạn nhá. Mình nhà mình có thể đổi được đấy, vì chỗ này mình còn khá nhiều. Nhưng mà mình không đổi đâu. Đây được qua đây, Mr. Big khá ngon. Đây đổi ngược lại. Vâng, nó không cho mấy hồn vũ khí lại. Thôi rồi kệ nọ, tạm thời thế đã các bạn. Sự kiện hôm nay mình nói luôn không có đặc biệt nha. Không có đặc biệt, các anh em chú ý không có đặc biệt cả. À mình có đổi sách, mình có mấy quyển vớ vẩn vứt vớt đi. Qua cái gì à? Hôm qua cũng đổi được mấy quyển rác ấy. Vẫn còn 2 quyển Muay Thái, 4 quyển Karate. Karate là chả biết cho cái gì nữa. Chả nhẽ đổi beng này, Taekwondo này đúng không? Mệt lắm. Thôi hay là đổi xong rồi kiếm cái quyển sách này đúng không? Làm ít sách. À đơn nó lại giới hạn nữa chứ. Nó lại còn giới hạn nữa. Thế thôi nghỉ đây đúng không? Ông ấy đã đang hết kim cương rồi thì chờ. Hết kim cương thật rồi các bạn ạ. Hết thật rồi, không phải chém gió. Còn có hơn 5.000 rồi. Cả một ít trong kho đó đúng không? Không đáng bao nhiêu đâu. Rồi chính thức tờ lũ S98 chính thức phá sản các bạn nha. Sau cuộc đua khô máu rồi đúng không? Làm video cho các anh em xem. Hứng nó lên các bạn ạ. Điên bùa hết. Không ông nào cản lại đúng không? Không ông nào ngồi cản lại. Không có ông nào lúc ý mình để ý comment. Không ông nào. Đấy giờ anh tờ lũ dừng lại đúng không? Không ông nào hổ cả. Chết em. Ok. Ta phải lấy lại những gì đã mất đúng không? Quay trở lại top 10 cho các bạn. Quay trở lại top 10 thôi. Ngoài đảo xa rất là lạnh lẽo. Mình sẽ phải quay trở lại top 10. Ok. Đối đầu với Scooby-Doo. Sáng thấy rắn, đối đầu với sáng thấy rắn. Nhưng rắn mình nghĩ là rắn xịn đúng không? À không, tôi bạn là Quý Hồn kẹp Chrysalis. Khá hài hước đúng không? Đùa áp Crimson xong ông không lấy về. Ông vẫn còn cái gì nhỉ? Chơi team Quý Hồn. Nhưng mà mình có nói rồi, đội hình của Scooby-Doo thì fake đi thì nó sẽ rất là nhiều thời gian đấy. Bởi vì bạn ấy phải cần thêm cả Chrysalis nữa đúng không? Tức là phải cần thêm 2 boxy. Không phải 1 boxy đâu. Đội hình của Scooby-Doo thì mình thấy rằng hơi thiếu cái là khá hiệu ứng. Còn đâu là ngọt lành. Ok, các bạn nhìn thấy Leo La Dị khi được lắp full khả sát thương mà thì nó thủ ngon lành đúng không? Không có xoắn nhiều. Rồi, Leo La Dị, Kulai mình khá nhỏ khi mà bị khống chế rất là nhiều. Rồi tổng 500k thôi, yếu quá. Thua con Leo La Dị với Kula các bạn ạ. Thua nhiều đằng khác. Chưa là yêu cầu, chưa là yêu cầu. Ok, chết Chrysalis ở bên mình rồi. Cay. Ok. Đau đấy. Kể có Shermie thì hội võ sĩ nữ bên đội bạn nhỉ. Ngồi làm thở hết đúng không? Cho ngồi nhìn hết. Không giết nổi các bạn này. May là còn khống chế con Leo La Dị đấy bạn. Có mồm.
Rồi, Omega Lugo không hổ danh là cái gì nhỉ? Boss vệ tốt nhất hiện nay. Bùi lộ tốc độ bản thờ. Quá, giết được con Lưu La Dị đội bạn rồi. Không phải vỡ mồm em tội đấy. À, bây giờ đi tới đội bạn nhẹ thôi. À, chơi S-Max, chơi S-Max. Eo, thế mà vẫn đau thế. Ui này đúng không? Chết em. Mình phải lắp sơ mi vào thôi các bạn. Chứ để Adrimson này chết đúng không? Để này tối hôm nay mất top. Hoàn thua. Mình con này Omega Uru không cung cấp được các bạn. Không chết à? À rồi, chết con Kula rồi, cũng đỡ. Rồi, đi ra lít những cái đoạn về sau này nó đam to lắm các bạn ạ. Thôi chuyện này thua rồi. Đấy cối cũng được đâu. Hại não nhè. Hại não thật đấy. Rất không ổn đúng không? Rất không ổn. Đánh với một cái team từ hồn ngày trước mình chỉ cần nhấc tay lên là thắng rồi, mà bây giờ xem là yếu đuối quá. Học. Đấy, không được. Đi sai đấy. Không, mình nghĩ trận trước là nhọ thôi. Kula và các bạn ý, trận trước bên mình bị Yori dị bên họ hút nộ liên tục luôn. Thành ra nó không gọi là cái gì nhỉ, phát huy được sức mạnh. Mình cho rằng phát trước là Kula của mình quá đen, thành ra không phát huy được sức mạnh. Đúng là như vậy, đúng không? Chúng ta phải tự tin với những cái đội hình mà mình đang xây dựng các bạn ạ. Chứ không được lên là cái gì nhỉ. Vừa mới thua cái ông đã viện đổ tại rồi đúng không? Chúng ta phải tự tin với những gì mình đã chọn. Thế đội bạn cũng là sáng thì rắn các bạn nhá. Do đó thì cũng có cái tỷ lệ đỡ đòn cũng như là kháng chiến mạng không khác nhiều lắm so với mình. Ok, tí nữa mình sẽ phải quẩy lại cái gì nhỉ, phục thù lại vào quả top 10 rồi đúng không? Chả con nhé. Rồi, ông cắn vào ai thì ông cắn vào Omega Rugo rồi, không được đâu sói à. Đau ghê. Izalit nó xoáy đằng sau đau thật. Rồi, Kula lại không chế. Để có Shermy nó giải ứng cho rồi đấy, đúng không? Càng những lúc như này mình lại càng thấy nhớ Shermy. Sai lầm các bạn ạ. Lấy Abrimson sai lầm. Ố rồi. Con Abrimson là con võ sĩ mà mình phải tốn với lượng kim cương nhiều nhất từ trước tới nay để lấy nó về. Mình phải khẳng định là như vậy. Rồi, Kula tiếp tục bị khắc chế. Khi mà không có Shermy nào mà giải cuối cùng thì sự khá khó khăn để gọi là cái gì nhỉ, khống chế rồi. À cái gì rồi, để những các võ sĩ nữ trong đội hình mình như là Kula hay là Leo Lazi phát huy sức mạnh hoàn toàn. Rồi, hai vệ. Không cầm lại này. Come on. Yếu quá. Rồi, nhưng mà đôi bạn cũng gần chết rồi.
Hy vọng là lêu la dị nó không có độc chiêu. Rồi ok, may đấy. Quả này nó có độc chiêu thì chắc là Aedes của mình, à cái Aegis mình chết rồi. Khổ quá đúng không? Độc trước thì thực sự với cái team này thì team của bạn mẹ thiên hạ này mình đánh nhẹ cái chết thật sự. Đánh nhẹ cái chết. Nó không phải vất vả như này đâu. Đúng không? Cũng thắng nhưng mà nó vất vả quá. Quá vất vả luôn. Ok, hy vọng là mình sẽ bui Ascension nó tốt hơn chút. Như này thì chắc kèo qua đúng không? Ok, đâu rồi? Ông nào đâu rồi? Ông đúng với Scooby-Doo thì định Scooby mình đúng không? Để ông bị chôn tôi à đúng không? Hy vọng là cái gì nhỉ? Yorizip em nói bạn nó không thể hiện cái sức mạnh đá đạo đâu. Ông hút nộ liên tục ấy. Ông lại hút đi. Nó lại hút thật các bạn ạ. Láo lắm. Rồi ok. Đôi bạn không có con giải ứng đâu. À quên mất có con Quizzerit đấy các bạn. Quizzerit con giải ứng đấy. Ok, mình tin được đội bạn sẽ nát thế này thôi, đúng không? Còn lại ai cản cái gì nhỉ? Lêu la dị mình có tuyệt kỹ. Ok. Trận này khó thua lắm. Ai cản ta, đúng không? Nói thế cho nhanh. Trận trước lúc trước mình hơi nhọn khi mà Kula nó bị khống chế ghê quá, chính xác là nó bị hút nộ, nó không nộ được. Lêu la dị, Iori dị cứ lượt cuối là nó lại độc chiều rồi đấy, vừa lại chịu ra là khá là phế. Ok, Ark Crimson hay là team rắn nói chung thì mình nhận thấy rằng là càng về lâu về dài nó càng khỏe, càng về cuối trận nó càng trâu. Ok, mày quá, nó cắn vào Omega Rugo. Ngày xưa Kaunet thường thường là khắc tinh rất nhiều hình tứ hồn và rất nhiều hình khác với cái khả năng gây tiêu hồn vô cùng khó chịu, đốt phần trăm theo máu. Nhưng thời thế đã thay đổi các bạn ạ, bây giờ dường như cái tiêu hồn ấy nó không còn nhiều ý nghĩa đó. Mây thì có quá nhiều họ sĩ có khả năng chống tiêu hồn. Âu, đó cũng là cái gì nhỉ? Nó gọi là cái gì nhỉ? Luật chơi mà thôi đúng không? Không có ai là có thể gọi là tồn tại cách mãi mãi được. Ai có những khoảng thời gian của chúng mà thôi. Omega Rugo không gọi được. Ok. Rồi, có lẽ đôi bạn sẽ bị dứt điểm sau lượt đấu này. Ok, chỉ mạng mà có 600.000, quá yếu thật, quá yếu luôn. Rồi ok, mình sẽ quẩy một trận với Maria nha. Chả nhẽ ta lại không cái gì nhỉ? Cướp được ngôi top 2 của Miu. Đây là top 2 toàn cõi 3 server các bạn nhé, 96, 97, 98. Đến chỉ đơn thuần là 98. Rồi ok, mình tin là trận này mình sẽ chiến thắng. Không có đóng băng, nhẹ nhàng. Xem có choáng không. Rồi ok, ai choáng là được rồi. Mây. Ok, đỡ đòn là chuyện thường các bạn ạ. Quái nó không đỡ đòn mới là lạ.
Ula của mình có tới 2 thiên rồi. Toàn thiên xịn luôn. Khi máu của Ula thấp như thế này thì có thể tối đa có tới 3 cái đóng băng. Rồi nhưng mà nó lại ra có một cái mà lại ra với con bị câm lặng rồi đúng không? Nào. Rồi ok, đấy mình bảo nó phải giết được thằng này thì nó mới không cho thằng kia giải ứng. À đâu? Nó có giết được đâu? À đây chết rồi đúng không? Trốn với nhau được. Lấy ai giải ứng đúng không? Eo. Giấy thật. Thôi xong, cái này mình thua thôi. Để Shermie vào nó vẫn có một cái combo hợp lý hơn đúng không? Chứ như này mình thấy combo nó chưa hợp lý. Trong tương lai lại phải đổi rồi, lại phải thay đổi rồi các bạn. Đánh toàn phải 2 lần mới này thắng được cái gì 20:59 hên xui lắm. Mà không biết có thắng được không nữa. Mà mình đã giảm công tương đối rồi chứ, đúng không? Giảm công tương đối rồi, gì không? Come on. Chết luôn rồi kìa. Dã man thật. Không đỡ đòn, quả ăn hành với Ozawa rồi. Không sao, tí nữa mình kia lắp Shermie vào là xong. Shermie mình còn chưa gỡ cơ mà. Đúng không? Không sao, tối nay mình sẽ ngồi mình lắp lại Shermie. Để này chết đúng không? Thôi, không chơi dại, mình phải búp, mình phải nuôi. Nuôi lại con này đó các bạn. Mình nuôi này chết. Không được. Nhảy hố đấy các bạn. As mình nghĩ là cần phải luôn học hơn. Nhảy không được. Mình sẽ phải nghiên cứu thêm. Mình nghĩ là As vẫn rất là mạnh nhưng mà mình dùng chưa đúng cách thôi. Lui chứ còn chưa học. Và mình nghĩ là mình cần phải fix lại một chút. Chỉ như này yếu quá đúng không? Vị trí đam chủ lực dành cho As mình nghĩ là tạm thời chưa thích được. Lêu la dị nó lục môn nó vẫn khỏe hơn. Mình nghĩ là như vậy. Rồi, mình sẽ phải thay đổi một chút trong đội hình đúng không? Hôm nay có lẽ mình sẽ dừng lại clip ở đây thôi để mình gọi là tinh chỉnh chút đã. Hôm nay cũng chỉ là ngày 4 nên đấu trường lên server không quan trọng lắm. Tối qua thì mình đã đánh lên một mạch tới tận đại sư rồi. Đây câu mình đánh mới đánh tụt xuống này đúng không? Đây đúng không? Đại sư rồi. Câu mình mới đánh tụt xuống thôi. Tức là phần thưởng cao nhất của nó mình đã nhận rồi. Đâu? Đây thưởng tăng cấp đây mình đã nhận rồi. Tông sư thì đúng hơn các bạn nhé. Qua đánh lên tông sư rồi. Thực ra với đội hình ngày xưa chưa cần Ash mình đã đánh được tông sư rồi đúng không? Ơ sao lại ông nào vào đánh của mình mất nhiều thế này rồi nhỉ? Xem nào. À đây còn 2 trận nữa. Một lại 2 trận nữa xem các anh em xem nốt đi vậy. Tầm kim cương 3 này thì mình không phải là nói chủ quan đâu nhưng mà thực sự thì nó khá là dễ dàng để vượt qua. Vì các bạn ấy chỉ hơn mình một chút được chiến thôi. Và điều đó thì cái gì nhỉ? Không thể đủ để thắng được từ ấy thì cả. Đúng không? Thì mình đã đoán trước rồi. Siêu nữ nó vẫn là một thế lực mình cho rằng rất mạnh mẽ. Rất mạnh mẽ chứ không phải không mạnh mẽ các bạn nha. Đây đúng không? Siêu nữ của mình, siêu nữ tư hôn. Rảnh tay thì mình sẽ nâng cái thằng Omega Rugo nó lên. Quay mắt lâng thằng Robert lên lục môn. Nó búp trí mạng cho toàn đội nữ. Nó sẽ khỏe hơn nhiều đó. Robot của mình mới có nhị môn thôi. Ok, xem một trận với Gobi sinh. Mình không nhớ là top 1 hay top 2 của SCG. Uragiri mono ka. Mình không thấy cái gì nhỉ? Quizalit của áo quay mất, mình không thấy
nó gọi là gì, As của Gold BC. Khả năng là bạn một là không nằm trong top 10, hai là có rồi mà ông ấy chưa cho vào, nhưng khả năng cao là chưa bột. Có rồi, ông nào thích vào test, ông nào thích vào test. Rồi, rất đau luôn. Rồi, không chết. Một số 2 thôi, cả hai bên đều còn nguyên nữa đó. Ok, phế luôn rồi. Hỏng à, chắc lại hỏng à. Thua rồi. Team 1 của mình mà thua thì team 2 thua rồi. À thế mà vẫn thắng à. Từ từ xem nào, xem team 2 của Gold BC nhỉ. Mình không để ý đấy. Trận này thắng hơi ảo nhỉ. Tưởng thua rồi. Cũng kinh như chứ nhỉ, team 2 xét về lực chiến thì còn cao hơn. Thế vẫn thắng nhỉ, hơi ảo rồi. Siêu nữ nó vẫn làm cái điều gì đó hên xui các bạn ạ. Thật đơn giản, mình cũng dễ hiểu thôi, khi mà Shermie của nó được phát huy hết tác dụng, nó chả thua gì một sức mạnh con thứ 14. 15 thì nó chắc là không bằng đâu, nhưng mà 14 thì mình nghĩ là nó không thua đâu. Đấy cái điều mình chia sẻ hết sức thẳng thắn thật sự. Các anh em nào chơi team siêu nữ thì cái gì nhỉ, cố gắng là nuôi cho ăn học đầy đủ. Do là cái gì, mình làm YouTube, mình cần phải có một cái điều gì đó mới mẻ, thú vị trong cái chủ đề của mình, và mình cần phải thay đổi đội hình để gọi là gì, phục vụ một phần, phục vụ cái chủ đề đấy. Chứ thực sự thì mình không thể, tờ lũ S98 không thể ngày hôm nay không thể giống như ngày hôm qua được, đúng không? Như thế thì sẽ rất là mất đi cái sự thú vị trong cái kênh YouTube, cũng như trong cái nội dung của mình. Do đó thì mình luôn luôn là phải thay đổi từng ngày từng tháng một, những nội dung mới, những đội hình mới để người xem cảm thấy hay, là chính là mình cảm thấy hay đã thì người xem mới cảm thấy hay được. Còn đâu những bạn nào yêu thích team siêu nữ thì cố gắng nuôi nó để ở mức độ ăn học gọi là tột cùng, các bạn sẽ thấy nó không kém ai cả. Đây là một lời khẳng định của mình, không kém ai hết. Vấn đề là có nuôi nó đến tột cùng được hay không thôi. Các team khác mình cho rằng cũng thế thôi, meta khác thế thôi. Quan trọng các bạn cứ đứng núi này trông núi nọ. Ông đang chơi sáng thế hổ mạnh, ông thấy As mạnh, ông cũng lại đùa As về, cuối cùng chả nuôi được sáng thế hổ ăn học đầy đủ. As cũng trả tơi lơi tơi trốn. Cuối cùng ông thấy ác nó thọt thọt. Ông lại cái gì nhỉ? Đổ tội đúng không? Đổ tại, ông lại đổ tại. Rồi ông đi bán ác đúng không? Bán ác. Ông làm lại từ đầu đúng không? Nhưng mà ông làm lại xong ông phải làm cẩn thận đúng không? Không là hỏng bét đấy đúng không? Thôi hôm nay cái gì à? Lầm bầm hơi nhiều rồi. Hôm nay ăn hành hơi nhiều. Hôm nay ăn hơi nhiều hành. Tối mình sẽ đổi lại các bạn nhá. Shermie phải quay trở lại thôi. Phím viết này mình lắp vào cái là xong ngay, có gì đâu, nó cũng nhẹ nhàng, cộng 4 rồi đúng không? Phím viết ngon lành rồi, ok. Rồi, còn Ad Crimson thì mình sẽ nghĩ ra một phương án nào đó. Thực sự bây giờ chưa được như gì một. Thôi, hẹn lại các bạn video tiếp theo, mình còn phải toan tính nhá. Cuộc chơi của U98 sẽ lại một cuộc chơi nhiều toan tính. Và nếu như bạn không toan tính thì mình nghĩ rằng thì mình nghĩ rằng có lẽ bạn đã chọn nhầm game này cần sự tính toán. Hẹn lại các bạn ở video tiếp theo.